đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố sông công đã tổ chức gia quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Trong thời gian từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, hành vi vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường tránh vượt dừng đỗ sai quy định, xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định.